giàu. Dạ vâng. Tức là luôn. Cô này là xịn, là người giao ở Bắc Cạn đang học đào văn hóa Hà Nội. Đó là thứ giàu đấy. Riêng Bắc Cạn, riêng Minh Tô sâu. Tức là cô này cô đã đi làm và làm ở đâu phí. Đấy, tôi là cán bộ lão thành đi cố vấn chương trình. Em nước ngô anh ạ. Anh đang ở chỗ đây nhá. Đúng bí thư ấy. Đang ba có cáo. Anh ở cho em nhờ điện thoại ơi. Cha ông đời sau hôm nay vẫn tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vững bước cùng dân tộc Việt Nam hay tha bước trên con đường đổi mới bản sắc và giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Giao và người Tày vẫn được lưu giữ cho đến tận hôm nay và mai sau. Tay nhau người giao đoàn kết, hơi trắng
xanh cỏ lay. Hãy như mình như thế gặp ở đây một cây quả nặng giữa xanh cỏ mãi kẻ duyên. Trên nụ cười người một ngày thay nguyên. Mỗi ngày một tháng chẳng phải tháng riêng. Ta đang ngân nga hòa hợp câu hát cùng với hạt mưa rơi bên mái hiên. Người dân ta đoàn kết và chung tay là vinh dự của bạn và tôi. Với tinh thần yêu nước không lúc này có thể nhịp rộn ràng ngày vui. Cùng với tinh thần sức trẻ sẽ luôn tiếp tục cha ông tiếp bước chung một niềm tin yêu đảng và cùng chung tay đó sẽ đáp án sau biến mới đất nước văn hóa truyền thống dân tộc ta với sức sống lâu bền sẽ luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc hòa chung trong nền văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Lòng biết ơn của người cha đối với đảng với bác Hồ. Với trong ngày hôi người giáo ấm đàng ấm mong quê hương đèn dầu người giáo sống vui hạnh phúc để tiếng khen bay xa núi rừng vang tiếng ca cùng nắm chặt tay nhau người giáo. Đó chính là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kính cao ông Đảng vừa thân hồ những đường chỉ lối, cho ta no ấm có cơ quan giáo học, cho ta nhún nhường sâu chuỗi cuộc sống tự do. Ngày hôm nay, trên khắp mọi miền của tổ quốc, dân tộc Cam nói riêng cùng nhân dân các dân tộc Việt Nam đoàn kết bên nhau, cao Đảng chỉ đường đi về phía mặt trời. Từng mấy thanh thang hạnh phúc ngập tràn trong ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ hai tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đầy ý nghĩa này sẽ tỏa sáng rực rỡ tại vùng đất đệ nhất danh trà. Chương trình khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ hai sẽ được kết thúc tại đây. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn và các quý vị khách quý. Xin được cảm ơn sự đồng hành phối hợp hỗ trợ nhiệt tình và trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ và sự thông tin tuyên truyền quảng bá của các cơ quan thông tấn báo chí về ngày hội, sự tham gia tích cực nhiệt tình của đồng bào giao 14 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, tất cả đã cùng với Thái Nguyên tổ chức thành công chương trình khai mạc ngày hội dân tộc giao toàn quốc lần thứ hai vô cùng ý nghĩa hôm nay. Kính chúc quý vị có nhiều trải nghiệm khó quên trong những ngày tiếp theo khi tham gia chuỗi hoạt động vô cùng hấp dẫn, ấn tượng của ngày hội tại vùng đất yêu người bến khách Thái Nguyên. Và thưa quý vị, cho phép chúng tôi đến đây được nói lời chào tạm biệt.